bảo lòng lành sửa tôn. Cần miền như tế trân y lô, cầu cho ba tâm rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được thiện duyên, cái tà quy chánh cõi thiên được về. Bao nhiêu tội lỗi lầm mê, ăn năn sám hối được về lạc bang. Khi xưa lời Phật rõ ràng, thành thì tâm y sám hối tỏa vàng nước lên. Nhưng người trần hạ lại quên, mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo điên, làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nhờ con ngạo cũng diêu quay, thần tam bảo đủ điều thiện căn. Con nguyện giác ngộ ăn y năng, ngày đêm cầu nguyện siêu thân cô quyền. Làm người không biết tổ tiên, ông bà cha mẹ thì xiền rất khó. Khuyên ai chớ có nắng khi đó, đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy. Nếu Nam mô vô thượng hư không, diêu trì kim mẫu từ tôn, cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Trẻ tưởng niệm ơn trên hoàng màu, kính mẹ hiền phủ ở điển độ mang. Ba gia ba tâm sớm làng mau mau, tỉnh y giấc kế vàng từ đây. Đừng tưởng thấy mộng dạng là thật, đêm
si mê rồi diệt thiện tâm. Quên đi Phật Pháp diệu thâm, đó là phương tiện diệt phàm xưa nay. Kiếp người mãi đua chén danh lời, quên hẳn kỹ trung tinh ở đời. Tháng ngày quên mất những lời mẹ khuyên, còn hư hồng ham mê chè râu, không hại gì bằng tu nhập tâm. Xem thường sĩ diện tình thâm, vừa chung y bàn đó ầm ầm y đánh y nhau. Lại chưa nói ân y thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng người mẹ cha. Quên đi công y đức ông ở bà phải chân, vì rượu con là bất nhân. Trong tội hiếu ân là trọng, xin khuyên người tỉnh y mộng ăn y nâng. Làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính y mẹ ông bà tổ đòi. Âm chỉ cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn phong môn. Ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn nhiếp lẫn nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bà, con
Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng bước lên. Cúi đầu cầu khẩn cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thần thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện dư lai, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính dường. Một lòng một dạ thiện cầu xin ý tam bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngà. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ người cần thế hùng quang thành tiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin ngọc đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào nề thân sám hối kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết tha, ai ơi thức tâm ý ráng mà tu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sắc đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui tức thầy. Cầu xin chư Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước thì làm nhân, dù gặp tai họa thánh thần cứu cho. Thấy đời mạt
không vì lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sóng đào vàng rồng bạc nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con sớm diền cô bác ráng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sao bây giờ tập xong đi muối dưa trao dồi đạo đức để chừa tâm đi ta rèn lòng tu sửa xác phàm sớm chưa kinh kệ luận đàm thiên nhân khuyên đừng tính đi thiện so hơn cùng nhau tu sửa cách đi hoàn ích chi lòng mình đã chọn từ bi thấy sai thì sửa còn chi quý bằng cầu xin đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê trần gian lắm nỗi ê chề tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa còn say đắm đam mê vật chất càng lúng sâu có vật chân ra chơi với trong bể ái hà tử xanh xanh ý tử thật là chỉ bằng kinh kệ hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông dù cho bão táp mưa phong kiên tâm định đi tâm như không có gì thường còn nhờ đức từ bi vô tương gì bởi sân si hại mình
trôi lăn trong kiếp khổ sinh hiệp tan tan hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương thấy người chưa tâm thì thương đem lòng khuyên bảo dễ phải chi ai cũng kiên dè sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân để sao dứt bỏ xác trần tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơi tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường thấy đời lầm lạc mà thương không hồi tâm lại tìm đường tu thân tu là sống thân tại tiền thuốc thang bồi bổ không quyên sớm thăm y tối viên thường xuyên chớ rời chẳng may cha mẹ qua đời phần làm em út nghe lời trưởng huynh làm anh phải trọn nghĩa tình hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tông môn đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác đi đạo chết tu hiền ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tánh trần miền sáng tu tu sao bỏ quán quên thù từ bi hỷ xả thầm thắm pháp lành tu sao một dạ chí thành thành người hiền đức sự sanh tạc thờ bỏ lòng quán trả thù dơ tương thân thương ai giờ giờ chớ quên cầu
dân y tam bảo ơn trên đạo con trí tuệ lập nên đạo màu đó người khắp cả năm châu chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân người một giả tương thân kẻ giàu người có lần lần sửa tu tu là bỏ lòng bỏ dù xuê sang cho lắm không bằng nam mô ráng tu khỏi đỏ tam đò tâm làm bố thí lần vô cửa thiền để rồi sớm tối cần kiên hiểu thông kinh y kệ kết duyên Phật đà cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sám mà hối bước qua giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp và độ an thế trần xưa kia hung dữ bội phần hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành Phật phát sanh Bồ Đề xưa thì dục lạc lầm mê ngày nay sáng mà hối lần về cây xưa diệu trì mẹ đợi sớm trưa con nào thức tỉnh kim giai con được hầu kề hầu cha hầu mẹ cắm bề nhàn thân mong sao ba tâm ni chí thành ăn năn ni sám hối phước sanh hòa lùi đã bỏ đi những sự sai lầm năng hành bố thí diệu tâm pháp màu tu hành Phật chẳng bỏ đâu khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình lưới trời lòng lòng thinh thinh làm sao tránh đi tội thiên đình quả ban bây giờ ta chịu cơ ngàn theo chân Phật pháp tai nạn sẽ qua
mong ai quy kinh chánh tà, chọn đường chánh đạo để mà tu tăng, tu là biết trọng thánh thần. Bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn, tu mà phước đức không ở bọn, thông dòng rào bước ghé kinh người người. Sau này như thể hoa tươi liên hoa mà hoa phẩm là bye.
Quý xin mẹ chỉ dạy lời ngọc châu tu hiền. Chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hướng đời long qua Di Lạc tôn dương Phật, xin trời đất chứng y minh lòng
trọn tình ni tấn công phu quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo hiền. Ngày nay tiếp bơ điện thiên liên tình cha tấu mẹ minh duyên ghi lời nguyện trên hoàng mẫu chương tòa cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên chứng y lòng Phật tử họ Phan Lan Anh tên gọi vậy thời ngày nay Pháp danh y tâm y đức vậy thời tâm y ăn tâm bộ kinh duyên đời duy thương họ nguyện là con Pháp danh y tâm y Pháp ngày nay đáp đền nghĩa ân lại lòng nam nữ hữu hình ngày nay Ngọc Thanh con mẹ họ Lư đồng chung khi mà phát nguyện thì để luôn truyền chân kinh tạm vàng rồi trao trúc ly con mẹ họ Lê Pháp danh ni tâm hạnh ngày nay cũng đắp bồi cầu an nguyện tâu thiên đình tây cung y mà mẹ gọi anh đi phan chiều chân Phật đặt đi danh đi tên đề quy y tam bảo giảng ở đề ngày nay mô tí ân ở dài lập kinh quê duyên lập sanh thiện rồng đài cao thỉnh mẹ ngồi đó ban vàng mẹ ghi tên vàng là trẻ hài nhi mẹ thương ghi ta cung di đắp bồi ngày sau con trẻ được ngồi đài sẵn thì để con ngồi mà lên trên tâm thầm hòa quyện chân kinh cầu an gia đạo dưới trên thuận hòa việc là mọi việc đắc thành nguyện cầu thất tổ cô quyền siêu thân nguyện cho cha mẹ hiện tiền phước tăng
Nam Mô A Di Đà Phật. Bộ kinh chuyên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh, sinh năm 1953, pháp danh Tâm Đức, hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tống bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kamahulu Ave Honolulu, để cầu nguyện gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước quảng viên, tấn tài tấn lộc tấn bình an, hồi hướng phước báo cho quý Phật tử. Sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu, cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tát Đài Chứng Minh. Bye.
đừng tưởng thấy mộng vàng là thật. Đêm si mê rồi diệt thiện tâm, quên đi Phật Pháp diệu thân, đó là phương tiện diệt phàm xưa nay. Kiếp người mãi quên hằng kỷ trung tính ở đời, mãi ham tiền bạc chơi bời, tháng ngày quên mất những lời mẹ con. Hư hồng ham mê chè râu, không hại gì bằng tổ nhập tâm. Xem thường sĩ diện tình thâm, vừa chung y bàn đó ầm ầm mê đắm y lại, chưa nói ân ý thâm nghĩa trọng. Khi rượu vào mắng chửi mẹ cha, quên đi công nghi đức ông bà phải chăng, vì rượu con là bất trong các tội hiếu ân nghi là trong. Xin khuyên người tỉnh nghi mộng ăn nghi nắng, làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính đi mẹ ông bà tổ đòi. Anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, tương yêu dòng giúp giữ gìn tâm. Ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn nhiếp lẫn ngừa nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở
dài than gian. Bài xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ cần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thương còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thần thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện giữ lại, nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một dạ thiện lương, tu nhân tích đức thiên đường kế bên. Cầu xin ý tam bảo ơn trên độ, người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ, người cần thế hùng quan thành tiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin ý ngọc đế chư thiên độ. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào nề thân nhớ. Mau mau sám hối kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết ương ta, ai ơi thức tình đi ráng mà tu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sắc đi dốc vàng trắng không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui tức thì. Cầu xin chư Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước ý làm nhân, dù gặp tai họa thánh thần
sống đào vàng rồng bạc nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con sớm diền cô bác tháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sao bây giờ tập xong mi mũi dưa trao dồi đạo đức để chừa tánh đi tham riêng lòng tu sửa sắc phàm sớm chưa chung kể lần đàm thiên nhân khuyên đừng tính đi thiện so hơn cùng nhau tu sửa cách đi hoàn ích chi lòng mình đã chọn từ bi thấy sai thì sửa còn chi quý bằng cầu xin đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê trần gian lắm nổi ê chề tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa còn say đắm đam mê vật chất càng lúng sâu khó vật chân ra chơi với trong bể ái hà tử xanh xanh y tử thật là chỉ bằng kinh kệ hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông dù cho bão táp mưa phong kiên tâm định đi tâm như không có gì thường con nhờ đức từ bi vô thường gì bởi sân si hại mình trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông đến
đông cánh bèo tan rã, ô mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu, tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà, dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tỉnh thì thương, đem lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần, Tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơi. Tham chi dục lạc trong đời là đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm được tu thân. Tu là báo bổ tư ân, hoa hồng ấp lạnh sống thân tại tiền. Thuốc phán hồi bỏ không quyên, sớm thăm y tối duyên, thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phận làm em út nghe lời trưởng huynh. Làm anh phải trọn nghĩa tình, hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn, cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên, độ cho ba tánh tận niềm sáng tu. Tu sao bỏ quán quên thù, từ bi hỷ xả thầm thắm pháp lành. Tu sao một dạ chí thành, thành người hiền đức sự sanh tạc thờ. Bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân tương ái giờ giờ chớ quên. Cầu xin y tam bảo ơn trên, độ con trí tuệ lập nên đạo màu. Độ người khắp cả năm châu,
lần sửa tu. Tu mà phước đức không bòn nữa.
làm nhân giúp người là ư bước cơ bằng nắng bay. Mặc ai đùa trí phô tài thiện lương ta giữ ngày ngày kể kinh đường thông dòng rào bước ghé kinh người người sau này như thể hoa tươi liên hoa mà hoa phẩm là tại mà tranh lời.
đạt tôn vương Phật. Xin trời đất chứng y minh, lòng hiếu trẻ tâu qua, mong đền đáp mẹ già. Trong kỳ gặp được